Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với iPhone, mình là Hưng Khúc. Tuần vừa rồi thì mình có nghịch ngợm cái tính năng chụp ảnh Pro Raw của iPhone. Bắt đầu thì mình thấy rằng nhiều anh em bảo là cái tính năng này nó cũng không khác gì nhiều so với cả chụp ảnh thông thường đâu. Vậy nên thì mình cũng không hào hứng lắm. Tuy nhiên thì tuần vừa qua thì mình cũng khá là rảnh bởi vì điện thoại không có nhiều những sản phẩm mới lắm. Cũng như là đầu xuân năm mới đúng không? Vậy nên thì tuần vừa qua mình có chill, mình có nghịch ngợm lại cái tính năng chụp ảnh Pro Raw này. Và đến bây giờ sau một tuần nghịch ngợm thì mình mới nhận ra là cái tính năng Pro Raw này nó thực sự đem lại sự khác biệt cho những chiếc iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những điều mà mình đã khám phá ra nhé. Và những chiếc iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max đều đang được bán chính hãng tại cửa hàng Cellphone.net. Link mình sẽ để dưới phần mô tả của video nhé. Trước tiên thì cho những anh em nào chưa biết thì mình sẽ giải thích qua một chút là cái ảnh RAW là ảnh như thế nào và ảnh Pro RAW là ảnh như nào. Về cơ bản thì khi mà anh em chụp ảnh ấy, nó sẽ có một cái định dạng đuôi là JPEG hay là HEIF là phổ biến, tức là những bức ảnh đã được chụp và đã qua thuật toán xử lý để nén lại nhằm mục đích là giảm dung lượng file. Và trong quá trình nén đó thì đã có rất nhiều những chi tiết trong ảnh đã bị thuật toán cho bay màu rồi, ví dụ như là những hiệu ứng bóng đổ hay là những chi tiết không cần thiết, thuật toán nó sẽ cho bay màu hết để có thể giảm dung lượng file. Và dù ảnh của các bạn là định dạng đuôi JPEG hay là HEIF thì cũng đều là những bức ảnh đã bị nén, dữ liệu của anh em đã bị mất đi một phần rồi. Vậy nên thì nếu như anh em sau này muốn hậu kỳ lại thì nó cũng sẽ khó khăn hơn rất là nhiều, bởi vì dữ liệu nó không còn nữa để mà kéo sáng hay là đổ bóng mà, đúng không? Vậy nên thì người ta mới sinh ra cái ảnh RAW, tức là ảnh chả cần nén gì cả, nó vẫn nguyên gốc như vậy. Ảnh bắt đầu chụp ra thì nó cũng sẽ hơi xấu xấu một chút, nhưng mà anh em sẽ có thể kéo lại được một cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên thì với một cái ảnh RAW, dữ liệu của chúng ta sẽ có đầy đủ nhất. Vậy nên thì cái dung lượng file nó cũng sẽ nặng hơn rất là nhiều, có thể lên đến vài chục MB. Ví dụ như là chiếc iPhone 12 Pro Max này chụp ảnh Pro RAW của nó lên tới là 24 MB, có ảnh lên đến là trên 30 MB đấy. Anh em thấy nặng chưa? Bù lại thì anh em sẽ có đầy đủ dữ liệu để mà hậu kỳ về sau, như hôm nay mình có chia sẻ. Đấy là ảnh RAW. Thế còn Pro RAW của những chiếc iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max này là như thế nào? Pro RAW nghe thôi đã thấy chuyên nghiệp rồi đúng không? Với các bạn thì nó cũng sẽ là cái ảnh RAW chưa bị nén như là thông thường nhá. Còn yếu tố Pro ở đây là bức ảnh đó nó cũng sẽ được đi kèm với những cái thuật toán liên quan đến khử nhiễu này, điều chỉnh độ sáng này, Smart HDR này, Diffusion và hàng loạt những thuật toán trong cái mà Apple gọi là Computational Photography, cũng là để khiến cho bức ảnh cho ra cuối cùng của chúng ta nó không quá là bị xấu, kiểu như là hơi đen thui và nó hơi nhợt nhạt như là những bức ảnh RAW khác ấy. Đấy, chúng ta chụp ảnh Pro RAW ra thì ảnh nhìn nó cũng khá là được. Và định dạng cuối cùng của ảnh Pro RAW là file ảnh đuôi DNG. Gần như là tất cả ứng dụng hiện nay đều có thể edit file DNG. Vậy nên thì chúng ta cũng không gặp bất kể một cái vấn đề gì về việc là không tương thích. Ok, bây giờ thì mình sẽ cho anh em thấy là cái khả năng của Pro RAW là như nào nhá. Tính năng này đã có trên iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max ở trên những phiên bản iOS 14.3. Anh em có thể bật hoặc là tắt trong phần camera. Ok, và ở đây thì mình đã import tất cả những bức ảnh vào phần mềm Lightroom này rồi. Cả những bức ảnh chụp bằng chế độ Pro RAW và những bức ảnh chụp chế độ thông thường để cho anh em có thể dễ dàng so sánh. Ảnh nào có đuôi là HEIC là ảnh chụp bằng chế độ thông thường của iPhone 12 Pro Max nhá. Và đuôi DNG là chụp ảnh chế độ Pro RAW. Mình nhận ra là ảnh chụp bằng chế độ Pro RAW mà import vào đây thì nó sẽ bị hơi đẩy sáng lên một chút. Cũng là một điều dễ hiểu thôi, khi mà những cái bức ảnh RAW ấy, cái sản phẩm ban đầu ấy nhìn nó không được đẹp mắt cho lắm, nhưng mà chúng ta sẽ phải chỉnh đi một chút. Ok, bây giờ nhá, mình sẽ cho anh em thấy cái sự khác biệt của nó này. Mình sẽ zoom ra sát mặt như này. Bây giờ dịch hết cả rồi, anh em nhớ ra đường đeo khẩu trang nhá. Và bên này thì mình cũng sẽ cho sát như này. Anh em có thể nhận thấy ngay được một cái sự khác biệt, đó chính là đây là ảnh Pro RAW nhá, đây là ảnh thông thường này. Và cái ảnh thông thường thì nó bị noi hơn rất là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ đẩy shadow lên một chút để cho cái vùng tóc của mình nó rõ ràng hơn. Đó, đẩy lên vào khoảng là 40 thử đi. Tóc của mình nó đã bị hiện tượng bệt bệt như là kiểu tranh sơn dầu rồi. Và noi thì nó sẽ ngày càng dày hơn. Ở đây nhá thì mình cũng sẽ đẩy cái shadow lên 40 để xem là nó có bị noi hay là không. Đấy, anh em thấy không? Gần như là bức tường của mình nó bị noise rất là ít rồi, gần như là không có hiện tượng noise. Chúng ta sẽ đến với một cái bức ảnh thứ hai. Đây là ảnh chụp bằng chế độ thông thường này, còn đây là ảnh chụp bằng chế độ Pro RAW. Anh em thấy chưa? Lúc nãy chúng ta xem tóc rồi, bây giờ chúng ta hãy thử zoom vào cái phần áo này đi để xem là nó có sự khác biệt gì không. Đây là ảnh Pro RAW này, kéo sang đây nhá. Anh em thấy noise chưa? Đó,
ảnh Pro RAW thì nó ít noise hơn rất là nhiều. Bên này thì nó sẽ bị noise nhiều hơn. Mình sẽ đẩy shadow lên này. Đẩy lên vào khoảng là 80 nhá. Ui, noise kinh khủng luôn. Sang bên này, đẩy lên 80 xem hiện tượng xảy ra như nào. Đó, cũng bị noise nhưng mà nó đỡ hơn rất là nhiều. Anh em thấy không? Chi tiết lên vẫn rất là đủ dùng. Còn bên này là gần như không dùng được nữa rồi. Màu sắc nó bị chuyển sang những màu khác rồi. Còn ở đây, đó, vẫn dùng được. Phố lề là. Chúng ta sẽ đến với một cái ví dụ thứ ba. Lúc đã chụp người rồi, bây giờ sẽ là vật. Đây là ảnh Pro RAW, còn đây là ảnh thông thường. Anh em hãy zoom chi tiết hơn nhá. Mặt bàn nó đã có hiện tượng noise rồi. Mình sẽ đẩy sáng lên để xem là nó có giữ được cái vân bản hay không. Ở đây noise rất ít luôn. Gần như là nó chỉ bị grainy một tí ấy, nó bị nhiễu hàm một chút thôi. Còn ở đây là noise hẳn rồi. Và những cái vùng màu nó không còn được mượt mà nữa. Còn ở đây chi tiết nó vẫn giữ lại được một cách rất là rõ ràng. Đó, anh em đã thấy sự khác biệt chưa? Và sau ba cái combo ảnh kể trên thì mình vẫn muốn đến với một cái combo ảnh nữa. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình nhận ra là không phải là cứ chụp ảnh bằng chế độ Pro RAW cũng là tốt. Ở đây mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy. Đây là bức ảnh chụp bằng chế độ thông thường nhá. Còn đây là bức ảnh chụp bằng chế độ Pro RAW. Cái thuật toán của Pro RAW ấy, đó chính là nó sẽ giảm nhiễu đi rất là nhiều. Các bạn có thể chỉnh màu các thứ, nó sẽ không hề bị noise. Tuy nhiên thì cái nhược điểm của nó đó chính là nó sẽ không giữ lại được quá là nhiều chi tiết. Nó sẽ hơi giả giả một chút. Đây nhá, ví dụ đây là một cái bức ảnh thông thường này. Mặc dù ở những cái vùng xung quanh nó sẽ bị noise một chút. Bàn gỗ này, nó sẽ bị noise một chút. Tuy nhiên anh em có thể thấy là cái bề mặt phím ở đây nó nổi lên rất rõ luôn, kiểu sần sần. Đúng là cái phím của mình đang gõ luôn, gõ rất là sướng. Chụp ảnh như này lên bán hàng nhóm thật đúng không? Còn ảnh Pro RAW, anh em hoàn toàn có thể thấy là cái vân nó đã bị mất đi rất là nhiều. Và anh em thấy không? Đây là ảnh chụp chế độ thông thường này, vân cực kỳ rõ. Còn ở đây là ảnh chụp bằng chế độ Pro RAW, gần như là không thấy vân nữa. Để có thể thấy vân thì nó cũng rất đơn giản thôi. Anh em có thể kéo lên một chút, đẩy texture lên là vân nó sẽ lên ngay. Đó chính là cái ưu điểm của ảnh Pro RAW. Anh em có thể thoải mái chỉnh. Tuy nhiên thì nếu như anh em nào mà kiểu như thích ăn ngay ấy, thì chụp bằng chế độ thông thường là vẫn chuẩn. Pro RAW nó sẽ chỉ phù hợp với cả anh em khi nào mà anh em chụp tối này, muốn thật là nhiều chi tiết, không bị noise để có thể hậu kỳ về sau, thì Pro RAW nó sẽ đem đến cho các bạn một cái sự khác biệt là vô cùng lớn. Vô cùng lớn anh em nhá. Ok, và như các bạn đều thấy là cái bức ảnh cho ra khi mà chúng ta chụp ảnh bằng chế độ Pro RAW nó có mức độ chi tiết cao hơn rất là nhiều đúng không? Để cho các bạn có thể dễ dàng hậu kỳ về sau. Tuy nhiên thì có một điều mà mình khám phá ra ấy, đó chính là cái chế độ chụp ảnh Pro RAW này nó sẽ không chụp ảnh xóa phông được. Vậy nên thì cái bước cuối cùng này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xóa phông khi chụp ảnh bằng chế độ Pro RAW. Vừa xóa phông vừa chụp ảnh Pro RAW để có mức độ chi tiết cao hơn được chưa ạ? Và đây là cái bức ảnh mình chụp bằng chế độ Pro RAW này. Nó sẽ có cái chữ RAW ở phía bên trên. Rồi, bức ảnh này chưa được xóa phông, dĩ nhiên rồi. Khi mà anh em chụp mặc định thì nó sẽ không có chế độ xóa phông. Xóa phông thì đơn giản thôi, anh em sẽ tải cái phần mềm Focal này này. Rồi anh em bật lên, mình đã bật ở đây rồi. Bấm chỉnh sửa. Vào đây thì anh em sẽ có thể điều chỉnh kích cỡ xóa phông. Nhiều khi mình thấy rằng nó còn làm tốt hơn so với cả xóa phông chụp ảnh ở trên iPhone ấy chứ. Đây, cái phần mềm này do nó làm cái phần mềm chuyên dụng, vậy nên thì cái việc tách nền của nó chi tiết hơn rất là nhiều. Đó, chúng ta đã có một cái bức ảnh xóa phông rất là nghệ đúng không? Vừa thôi, vừa đủ để cho nó tự nhiên. Rồi, sau đó thì mình sẽ lưu vào. Đó, và do đây là một cái bức ảnh RAW, vậy nên thì anh em có thể thoải mái chỉnh sửa, kéo màu thoải mái ngay trên iPhone cũng được. Ở đây thì anh em có thể dễ dàng kéo sáng lên một chút, tối đi một chút, kéo sáng lên một chút, nó vẫn không hề bị cháy. Tăng độ tương phản lên một chút để bức ảnh nó có một ít chiều sâu hơn. Điều chỉnh vùng sáng lên một chút, nhìn nó tươi tắn hơn. Mình kéo tối xuống này, hay là mình kéo sáng lên này, cái áo của mình này, nó vẫn giữ lại được chi tiết từng tí một và không hề bị noise. Ok, và đó chính là những chia sẻ của mình về tính năng chụp ảnh Pro RAW của iPhone. Anh em thấy rằng nó đã đem lại một sự khác biệt hoàn toàn so với cả chụp ảnh thông thường đúng không? Tuy nhiên thì có chăng là nó sẽ thỏa mãn được cho những ai thích chỉnh màu một chút,
thích chỉnh sửa một chút sau khi chụp ảnh, bởi vì về cơ bản ấy, cái tính năng chụp ảnh auto nó cũng đã rất là đẹp rồi. Còn cái tính năng chụp ảnh Pro Raw nó sẽ đem đến cho các bạn một cái khả năng tùy chỉnh tốt hơn mà thôi. Nó phù hợp với những anh chị em thích sống ảo Instagram, thích chỉnh màu cho nó đẹp hơn. Anh em thấy sao về cái khả năng chụp ảnh Pro Raw này? Anh em có sử dụng nó hay là không? Hãy cùng comment ở phía bên dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.